Ngày hôm nay thì em có lắp đồng bộ lưới cao vô tích trị giá 49 triệu đồng cho một bác khách ở Hà Tĩnh anh em nhá. Về tận Hà Tĩnh để lắp đặt cho bác khách. Thì cấu hình này thì sử dụng đó là hai cặp loa lắc 12 anh em nhá. Sử dụng hai cặp luôn. Một súp hơi bát 50 lưới TVK 18S. Vang số D5 mic ULX 8 đẩy LT 4000 flute anh em nhá. Với cái cấu hình này thì cực kỳ ổn áp cho anh em chơi. Sử dụng cả chân loa anh em nhá. Tất cả hàng sản phẩm bên em đều là dòng sản phẩm hàng mới ở chính hãng của lưới cao Cutic. Và đây là lắc 12 anh em nhá. Những cặp loa mà với phân khúc giá bình dân thôi, nhưng cho cái chất âm cho anh em khẳng định là cực kỳ ngon, đẹp tiếng anh em nhá. 10 triệu đồng rất khó có thể tìm được những cặp loa như này. Súp 50 từ 220-100. Tất cả như em nói rồi, hàng bên em đều là hàng mới, full thùng full nổ bên anh em nhé. Hiện tại thì đã thi công xong và lắp đặt cho bác khách bên trong nhà này rồi. Đấy. Đang hát ca ghê luôn anh em nhé. Em thương Oh.